Tốt. Dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Khắc Việt. Kính thưa quý vị, tung tích của Diễm My hiện tại vẫn là một ẩn số ha cả nhà, và cũng được rất là nhiều người quan tâm. Không biết cuối cùng thì Diễm My đang ở đâu, đang sinh sống như thế nào và có còn ở đất nước Việt Nam hay không? Thì mới đây cả nhà, bên phía con nhang đệ tử Tà Am lại lan truyền một cái thông tin cho rằng là Diễm My sắp được đưa về nước. Nếu mà chúng ta nghe vào cái câu đó thì chúng ta nghĩ ngay rằng vậy là Diễm My đi ra nước ngoài rồi. Vậy thì đi đâu? Và Diễm My đi nước nào và đi bằng cách nào, ai đã đưa Diễm My đi ra nước những cái nơi đó, đúng không? Và sau khi mà nghe thông tin từ bà Lan Lư Thưa rồi một số con nhang đệ tử đó thì cho rằng là Diễm My có thể là đang ở Campuchia và chuẩn bị được đưa về nước để làm cái mục đích gì đó. Cũng khá là căng đó cả nhà, bởi vì rõ ràng nếu mà con nhang đệ tử Tà Am mà lan truyền thông tin đó thì chứng tỏ là họ đang biết rất rành Diễm My đang ở đâu, đúng không? Họ rành thông tin Diễm My ở nơi nào, cho nên họ nói là sắp đưa Diễm My về nước. Nhưng mà trong cái video clip mới nhất của bà Lan Lư Thưa đó thì bà nói rằng đưa Diễm My về nước để làm rõ một số vấn đề nữa, làm rõ số vấn đề, có thể là trong đó cũng không loại trừ khả năng là về để giải cứu cho nậu ha. Không biết là những cái người này họ suy nghĩ như thế nào, bởi vì ai cũng biết rằng cái câu chuyện của Diễm My thật sự thì nó có dính dáng chút xíu với tới lại Thiện Em thôi, đúng không? Dính dáng chút xíu thôi chứ không phải là Diễm My là toàn bộ làm cho toàn bộ những cái vụ việc của Thiện Em đến mức độ như ngày hôm nay, tới mức là họ phải đi tù đó. Thì không phải là một mình Diễm My mà làm cho họ thành ra nông nỗi này. Nếu như mà thật sự họ không có những cái hành vi vi phạm pháp luật thì Diễm My có xuất hiện hay không thì làm sao mà giải quyết được, đúng không? Bây giờ cho dù Diễm My xuất hiện và Diễm My nói rằng là chính cô đã phát tán, chính cô đã lan truyền những cái thông tin đó, vậy thì cô này phải chịu trách nhiệm pháp luật thôi. Còn nếu như mà những thông tin đó nó đúng sự thật thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái người mà Diễm My nhắc tới thôi, chứ còn làm gì có vụ mà giải quyết hay là giải cứu được Thiện Am. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục lập luận luận điệu rằng là phải đưa Diễm My ra để minh oan, để giải cứu cho Thiện Am. Không thể nào một mình Diễm My để giải cứu Thiện Am được đâu, bởi vì họ đã có hành vi vi phạm pháp luật cho nên cơ quan chức năng mới xử lý và tòa án đã tuyên án rồi. Nhưng mà xem ra đó thì cái quyết tâm của họ là cái khả năng để đưa Diễm My về giải cứu Thiện Am. Và gần đây nữa đó thì họ lại tiếp tục có cái động thái liên quan đến Diễm My mà theo mình nghĩ là nó hết sức là xàm xí, hết sức là xàm xí luôn. Bởi vì đây thôi, cả nhà nghe bà Lan mà nói một cái đoạn trước đi để chúng ta thấy cái độ xàm nó như thế nào ha. Đây bây giờ có người ta đi điều tra tàn thư của cái khu vực của cô bé Diễm My, hoàn toàn không có Diễm My. Ghê chưa, cái chỗ này là hai cái vấn đề chúng ta phải nói nè. Tức là có ai đó đã đi điều tra và xin đi trích lục cái tàn thư của Diễm My ở cái khu vực ở quận Bình Tân, ở nhà anh Thắng đó. Và người ta nói rằng là ở khu vực đó trích lục tàn thư thì hoàn toàn không có thông tin về Diễm My. Đây, chỗ này mới đáng bàn nè. Vậy thì ai có khả năng đi trích lục tàn thư của người khác? Đây, bà Lan Lư Thưa, bà nói phải nói cho rõ nha. Bà nói là người ta đã đi trích lục tàn thư của Diễm My, vậy thì ai đi trích lục? Ai đi trích lục cái tàn thư và ai mới có cái chức năng, nhiệm vụ, hoặc là khi mà chúng ta đi trích lục thì cái người nào sẽ cung cấp cái tàn thư đó, đúng không? Thí dụ như chúng ta đi đến công an, chúng ta trích lục tàn thư của một người nào đó, tàn thư trong hộ khẩu của người nào đó, đúng không? Thì cái người có liên quan trực tiếp, thí dụ người trong hộ khẩu hoặc là cái người có chức năng, nhiệm vụ gì đó, người ta để phục vụ cho công tác điều tra mới được quyền đi trích lục cái tàn thư đó. Vậy thì cái bên nhóm bà Lan Lư Thưa, ai là người đi trích lục, đúng không? Ai là người đi trích lục, ai là người có trách nhiệm gì, họ quyền hạn gì mà họ đi trích lục tàn thư của người khác? Đó là chưa kể là họ nói họ đi trích lục như vậy và phát hiện không có Diễm My trong đó, nhưng mà họ không đưa ra được cái biên bản mà trích lục đó, đúng không? Và nếu mà bà nói là đã trích lục rồi và không có tên Diễm My trong cái tàn thư đó, vậy thì show ra, phải thì đưa cái bằng chứng ra, chứ đừng có vu khống tầm bậy tầm bạ cái chuyện mà một người nào đó là có thể đi trích lục tàn thư của Diễm My, đi điều tra trích lục, nghe ghê. Nói vậy là ai điều tra? Cơ quan chức năng điều tra à? Cơ quan chức năng điều tra, vậy thì cứ có kết luận cuối cùng như thế nào, sao người ta không có công bố lên? Mà ở bên đây thì không ai biết gì trơn á, trong khi Diễm My vẫn còn tên trong hộ khẩu, Diễm My vẫn là có giấy khai sinh là con Thắng và Mai, nhưng mà họ lại lan truyền, họ phát tán thông tin nói là đã đi trích lục tàn thư rồi và không có Diễm My trong cái sổ bộ đó, trong sổ hộ khẩu của hộ gia đình Thắng. Cả nhà thấy ghê không, cái trịch thượng không? Họ là cái tư cách gì mà họ đi trích lục tàn thư của người khác? Đây cả nhà nghe thêm nữa nè. Cô bé Diễm My hoàn toàn mất hẳn luôn
chúng ta nghe lại từ đầu đi cho nó dễ hiểu. Đâu rồi, mất hẳn luôn hả? Đây Bây giờ có người ta đi đi điều tra tàng thư đó, của cái khu vực của cô bé Diễm My, hoàn toàn không có Diễm My. ghê chưa? Cô bé Diễm My hoàn toàn mất mất hẳn luôn trong cái tàng thư cái khu vực của cô Diễm My ở. Ở đó người ta chỉ còn thấy là ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai là cha của một cái đứa con là con trai. À, vậy thì ai đã đi trích lục cái tàng thư đó mà biết luôn cả là anh Thắng, chị Mai với lại một cậu bé đó là mới có tên trong hộ khẩu thôi, còn Diễm My không có. Ai nếu mà ngoài bốn người này thì ai có khả năng đi trích lục cái đó? Rồi tại sao trích lục ông không dám công khai lên mà lại phát tán thông tin như thế này? À, rõ ràng là có đang vu khống cơ quan chức năng đã cung cấp cái tàng thư cho người nào rồi, cho nên họ phát tán lên trên mạng xã hội như thế này, đúng không nha? Đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Dám cái này là cái bằng cái bí mật của người ta luôn, làm sao mà khơi khơi ai cũng có thể đi trích lục, ai cũng có thể đi lấy cái thông tin của người khác được sao, đúng không nhỉ? Đây rõ ràng họ đang phát tán một cái thông tin rất là nguy hiểm, nói rằng là cơ quan quản lý nhà nước chúng ta quá dễ dãi, ai cũng có thể đi trích lục, ai cũng có thể đi điều tra được hết. Anh điều tra với cái mục đích gì và anh tư cách gì anh để anh trích lục tàng thư của người khác, đúng không nhỉ? À, nhưng mà bà lên bà nói như đúng rồi đó, nó bây giờ người ta đã đi điều tra, người ta đã trích lục tàng thư là không có tên Diễm My trong cái sổ hộ khẩu đó, không có ở khu vực đó, trích lục ở công an ở ở ở đây đây có nói luôn nè. Hoàn toàn không có con gái. Vậy Ồ là sao? ồ Vậy những lần mà lên từ con là sao? ừ Rồi những lần mà đưa giấy khai sinh chứng minh ông Võ Văn Thắng là cha ruột của Diễm My, vậy thì lại làm như thế nào? À, hay là bà nói người ta làm đưa giấy khai sinh giả, ừ, đúng không? Khẳng định đi, dám nói một câu đi, dám nói là ông Thắng là đưa giấy khai sinh giả đi, đúng không? À, dở quá. Vậy cái nào đúng cái nào sai? Ôi trời đất ơi, ủa gì kỳ vậy các bạn? Chúng tôi rất là ngạc nhiên khi mà nắm được một cái tinh thần là đúng là như vậy rồi. Đúng rồi, phải không? Ủa sao Diễm My bây giờ ta đi điều tra lại là Diễm My hoàn toàn không có tên trong hộ khẩu của gia đình ông Thắng với bà Mai. À, ai mà quan trọng là ai để điều tra nè, rồi bà đưa cái căn cứ mà người ta đã điều tra ra đó, ví dụ như bà nói là trích lục tàng thư thì đưa cái tàng thư lên, đúng không? Đưa tàng thư lên là nói không có tên tàng thư trong gia đình sổ hộ khẩu đó, là chỉ có ông Thắng bà Mai với con bé đó thôi. À, dám đưa lên không hay là đi nói xàm? Rồi cái thông tin này là có chính xác chưa mà bà dám phát tán lên trên mạng xã hội, đúng không? Đây là những lời bà khẳng định không nha cả nhà. Bà Lan Lưu Thưa bà khẳng định là Diễm My không có tên trong cái sổ khẩu đó, là cái tàng thư là chứng tỏ chứng minh rằng là chỉ có ba người trong gia đình Thắng thôi, đúng không? Vậy thì đây là rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật nè, đúng không? Phát tán thông tin, lan truyền thông tin sai sự thật nè, bởi vì rõ ràng đâu có cái căn cứ nào đâu, bà chỉ nói thôi, bà có đưa được cái căn cứ nào được cho là không có tên Diễm My trong đó đâu. À, rồi ảnh hưởng luôn cả cơ quan quản lý hành chính về cái việc mà một cái đăng ký hộ khẩu của một người nữa. À, đây rất là nhiều cái chuyện nha. Rồi trong cái nội dung này không là mình thấy nguy hiểm lắm rồi đó. À, anh Thắng chị Mai là nên xem xét lại trường hợp này nè. Chứ ai đó đó người ta đã dám đi trích lục những cái về nhân thân của anh rồi đó, của anh chị là bị người ta trích lục hết trơn rồi đó. Mấy đối tượng này rất là nguy hiểm nha. À. Ở nơi này gia đình này chỉ có con trai một đứa, không có con gái. Như Rồi. vậy thì cho tôi hỏi, vậy thì cái hình thức nào mà đi vào Thiền Am để đi tìm kiếm Diễm My? Ồ, ghê Mà chưa? cơ quan chức năng đã giao trả Diễm My về cho ông Thắng cũng như vậy là sao? Tức là họ làm mọi cách đó cả nhà, họ làm mọi cách để họ phát tán đi cái thông tin cho rằng là Diễm My không phải là con ông Thắng, cho nên ông Thắng không có quyền đi đến hộ gia đình tạm để tìm con. À, đó là cái chung quy mà họ muốn định hướng mọi người hãy hiểu theo cái cách đó đó. Nhưng mà bà Lan này bà quên một điều rằng á, là Diễm My vẫn là thành viên trong gia đình của ông Thắng. À, chứng tỏ một điều rất là rõ ràng đó là cơ quan chức năng người ta đã làm việc ở đó. À, cơ quan chức năng người ta nắm rất là rõ về cái trích lục tàng thư đó, người ta biết rõ Diễm My có phải là người có hộ khẩu ở đó hay không, cho nên người ta mới đến đó để người ta xác minh, người ta làm việc. À, đây là những cái đối tượng này đang phát tán đi một cái thông tin sai lệch, nói rằng là Diễm My không ở đó, thông qua cái việc trích lục tàng thư của người ta. À, đây là nó có nội cái nha, nó liên quan đến rất là nhiều cơ quan ban ngành. À, xoay quanh cái vấn đề này, à, chứng tỏ những người này một á, là họ hoàn toàn những thông tin này là bịa đặt, thứ hai là họ đã làm những chuyện gì khuất tất đó, cho nên cơ quan chức năng mới cung cấp cái tàng thư cho họ.
Đây, cái này là cơ quan chức năng cũng nên làm rõ những đối tượng này ha, họ đã gián tiếp hay là trực tiếp gì đó làm những cái vấn đề khuất tất gì đằng sau, cho nên họ đã có thể là đi lấy được, đi trích lục được cái tàn thư, rất là nguy hiểm luôn. À, vậy thì rõ ràng chúng ta không có, nếu mà theo thông tin những người này nói thì chúng ta thấy không an toàn rồi. À, bà này bà có thể là trích lục tàn thư của bất kỳ ai trên đất nước này luôn, ghê chưa? Có thể là bà chắc cũng chuẩn bị trích lục tới của gốc Việt rồi đó. À, đây là rõ ràng cơ quan chức năng những địa phương như là Củ Chi của bà này, hay là Long An, hay là cái nơi của ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nên xem xét lại những đối tượng này ha, bởi vì họ đã quá manh động, quá ngông cuồng. Còn nếu không á thì họ đã dựng nên một cái câu chuyện như thế này, cũng là ảnh hưởng đến cái quá trình điều tra của cơ quan chức năng, bởi vì cơ quan chức năng người ta cũng đang làm việc, đang làm rõ một số vấn đề có liên quan đến Diễm My mà. À, và thật sự á, nếu mà suy nghĩ kỹ ra đó thì chắc chắn những đối tượng như thế này quá rành về tung tích Diễm My rồi, cho nên không lý do gì mà cơ quan chức năng bỏ qua ha. Mình cũng rất mong cơ quan chức năng cũng nên sớm liên hệ với những đối tượng này để làm rõ thêm ha.